Hiến tặng nội tạng là một hành động đáng khen ngợi và hào phóng, mang đến khả năng hồi phục sức khỏe và tính mạng cho một số bệnh nhân. Hội thánh đặc biệt đánh giá cao việc hiến tặng các bộ phận thân thể thực hiện dưới một hình thức luân lý có thể chấp nhận được. Việc tự hiến tặng này cho phép nhiều bệnh nhân đôi khi đã phải tuyệt vọng lại có được viễn tượng mới mẻ về sức khỏe và ngay cả sự sống. Tuy nhiên, để được phép về mặt luân lý cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất mọi thực hành thương mại hóa nội tạng đều là không thể chấp nhận được về mặt luân lý thương mại hóa nội tạng là sử dụng cơ thể như một món hàng và xúc phạm trầm trọng phẩm giá con người nguyên tắc thứ hai bất kỳ hành động cấy ghép nào cũng cần phải được thông báo và có sự đồng ý nguyên tắc thứ ba các cơ phận quan trọng chỉ có thể được trích xuất sau cái chết nghĩa là từ cơ thể của một người được xác nhận là đã chết nguyên tắc thứ tư Liên quan đến danh sách chờ chuyển cấy, các tiêu chuẩn phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt về mặt vô trùng và lâm sàng và không bao giờ được phân biệt đối xử, chẳng hạn như về giới tính, chủng tộc, tôn giáo hay địa vị xã hội, vân vân, hoặc đối xử thực dụng, chẳng hạn như về khả năng lao động hay tiện ích xã hội của bệnh nhân.